Chị đồng bộ khi xong cổ rộp nâng chùm hiệp xuống đoàn cổ rú, nâng xuống xuống đây đoàn mất phẹt tương ác dây tì cổ rộp xa lạnh đọc hàng. Khi xong bác mua xa em chì vốn đồng nàng ở cơ hông tìm muối, bất chìm mình sẽ cổ đây xong là hữu đi khăn ná. Đại ban một thơ vi tổ bắt bằng hán, kẹt tâu tôi nâng tuôn nhìn tì nâng phía được cách ở bọc cổ xuống mà hạp tầy. Đối đại dương đơn hai thàng, cổ xuống mà hạp tầy khi chư cổ xuống muối, nâng chùm nằm cổ cơ suốt mạp tây bằng cả lao nó ngay tìm một phê bằng muối khai mẹ cả đá chứ nằm một quan bằng bộ nơi cao sắp bằng muối đài rõ sắp hiếp ban ăn ở mặt lơ cách về chung lơ tí bún ni tí ca tí muối này rõ sắp hiếp chịt nâng tớ ban bằng cả ở phá cơ đám bởi cơ đám lệ xôn phí nô xó rô cò mô xôn muối cao sắp bằng muối xôn bằng bấy đài chấp bắp đây bị ca bằng cả cơ suốt mạp tây nguyên đôi tỏ tử mít ra mùi tạo ban bằng các cửa sổ mạp tây chùm nọ rì rọt thạp bị bán mít ra pí cửa sổ mạp tây miên sẽ mặt cách đặc nón cực rộng rọt thạp bán đàn đầy cực tròn thân nạng lơ vì sai rọt thạp bán đặc nón cực rộng nọ cổ bá chết ca phía xoăn từ sốc sân đập thân nốt xa thiên là nạng nâng ca phía sổ bát tập hiệp chun về chiếc bộ rọt khăn ông bà đi trên trạng Campuchia mít ra bảy cửa sổ mạp tây tạo đặc nón đôi giả hạ rọt mặt trấy rư rọt mặt trấy đại ôm đòi rọt lê khá thị ca rư ả nụ rọt lê khá thị ca chỉ chạm bảy mít ra bốn tạo riêp chom ra chân à xâm phôn nâng ca bởi bất tâu đọc bọc cửa sổ mạp tây tạo cầm nọt đòi ả nụ cực mít ra bảm cho bác bệnh nhạc tiền lái đại bất tuy nâng cho bác ní tạo tốc trực nì riêng cò mít ra bảm mùi cho bác ní tạo bán bạc ca chia bởi nhạc bất tốt từ tiệm này khi nhóm đồng lơ bằng hai tẹt tông tân nắng ra chân nát sập quan được bắt ở bắc cửa sông hà tây bất tốt mình tới đây cửa sông hà tây cứ sầm tai cả là hào ông sọ thế phụ phạn dụ rót mình tới đấy rót mình tới này cửa sông hà tây om đầu dụ rót lê kha thị ca chấm nôn một hai trăm rúp nâng ả nụ rót lê kha thị ca chấm nôn hốc sập pì rúp nâng trái trên chia đập mùi thả bạn đã miết đôi tỏ tử cỏ à kẽ lê kha thị ca đặt thàn không nội đại ác kẻ lấy khát thì cả than tới bay chạy chân chỉ khát tất cả lại rót một trái nếu cả than cái cả rót tập bá nếu cả than sờ năng thể tệ nếu cả than tầm nhẹ tầm nong năng ăn đã chết nếu cả than bỏ làm mình chia năng lấy khát thì cả than cái cả tì bực xa năng chấm nuôi cả khó ác kẻ nếu cả than rót tập bá không nội đại ác kẻ nếu cả than rót tập bá tới bay chạy chân chỉ nếu cả than rót tập bá sờ nếu như cái than cái ca đó tập ba đi từ này khét đi từ này khăn là khét nếu như cái than cái ca đó tập ba có đóng sau đó khung sân cạn nếu như cái than cái ca sama cúng nâng cả nặng bạn nhiều bái nếu như cái than bốc cả lực nếu như cái than mà đo mà đá nâng nếu như cái than mục nghiên là thuần thiện cổ à kẻ non ca là cổ bà chiết không nô đại à kẻ non ca là cổ bà chiết tớ ban trai chân chỉ nếu như cái than bốc cả lực xe na thì ca là than nếu như cái than nó có ba đi chân đi khát nếu như cái than cần đa nó có ba cặp nó có ba tôm đán nếu như cái than cần đa nó có ba như thế thó nếu như cái than cần đa sân để sốc nâng nếu như cái than cần đa sân đặt thân hợp xa thì là nặng khổ ác kẽ thì ca là than nông nụ đại ba anh trai chân chỉ nếu như cái than nó tập ba sở đốc nếu như cái than ác thì ca là cách ca nó tập ba nếu như cái than tập tua bị bận đắng nâng ăn kết sao chiếu cách ca nó tập ba nếu như cái than cách Atika là cách can là cổ ba thân nặng cận đá nếu như cái than Atika là cách can là cổ ba thân nặng khai ở đây chuẩn lý nâng nếu như cái than từ tua bị bận đắng nâng ăn kết sao chiếu cách can là cổ ba ngộ à kẻ nếu như cái than pun thân nề kia không nụ đại à kẻ nếu như cái than pun thân nề kia ba anh trai chân chỉ nếu như cái than là tập ba sờ tóp nếu như cái than tập bát nếu như cái than áp dụng nâng cái prai nâng sát đàn thì tệ xăm bật tí nếu như cái than bắt đầu bắt đá vì chi chi viện nâng mục bó nếu như cái than xoan thì sốc bùn từ nìa kia xong một chạm bắt đầu tiết tệ tông tôi nâng nếu như cái than bùn từ nìa kia cứ xâm đá từ cái lãnh cúc đại dương sao xa mạnh cho cúc nâng đại ba anh trai trên dịp pram chúm nó ôi ạ kẹt nhu cái than bùn từ nìa kia nâng bắt đầu mà tiết cho ạ kẹt nhu cái than ăn tao vào vậy chúm bố ạ kẹt nhu cái than ăn tao vào vậy tao ba anh trai trên chía nếu như cái than là tao ba sát nếu cái than chôn bỏ tới mình ăn tạm vào vậy năng bị chạy cả vị trí nếu cái than chôn bỏ tới ăn tạm vào vậy nếu cái than chôn bỏ tới ăn tạm vào vậy chỉ nhẹ bị nhiều ai cái chôn nếu cái than cho thuê thì muối nếu cái than sơ bằng kết năng ăn vào đi tệ vị thí năng nếu cái than chôn phiền luôn chò
អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មហើយសូមអភ័យទោសចំពោះអក្រាវិរុទ្ធអាចថាខុសខ្លះកន្លែងនេះគឺអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មដែលត្រូវបានបែងចែកជាជានាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុបនាយកដ្ឋានអត្រានុគូលដ្ឋាននាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែននាយកដ្ឋានសញ្ជាតិនាយកដ្ឋានស្ថិតិបញ្ជាពលរដ្ឋនិងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា បន្ទាប់មកទៀតតេតតងទៅនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបែងចែកជាជានាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុបនាយកដ្ឋានផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកសន្តិសុខនាយកដ្ឋានផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅនាយកដ្ឋានភស្តុភារភស្តុតាងនិងសម្ភារៈបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនាយកដ្ឋានស្ថាបនានិងវិស្វកម្ម នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវសម្ភារឧបករណ៍សម្ភារៈនិងស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មហាផ្ទៃបន្តមកទៀតតេតតងទៅនឹងចំណុចបន្ទាប់គឺចំណុចឆទេតតងទៅនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងក៏ចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែរគឺមាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុបនាយកដ្ឋានសវនកម្មទី1នាយកដ្ឋានសវនកម្មទី2និងនាយកដ្ឋានសុចរិតភាពនិងអភិបាលកិច្ច ញោបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាដែលយើងហៅសាមញ្ញថាសាលាបណ្ឌិតសភានគរបាលហ្នឹងនៅខាងដីឥដ្ឋខាងកណ្ដាលដែលត្រូវបានបែងចែកជាជំនទីចាត់ការវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវវិជាសាស្ត្រនគរបាលវិជាស្ថានបណ្ដុំបណ្ដាវិជាជីវៈនគរបាលវិជាស្ថានគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាដឹកនាំវិជាស្ថានព័ត៌មានវិទ្យានិងភាសាបរទេសវិជាស្ថានក្រៅបរិញ្ញាបត្រ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជីវៈមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលហៅសាមញ្ញថាមន្ត្រីគុកហ្នឹងមន្ត្រីអគារនរៈហ្នឹងនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលសាលាមជ្ឈមវិជាជីវៈនគរបាលសាលាមជ្ឈមបច្ចេកទេសដក្រមប្រឹក្សានីតិកម្មក្រមប្រឹក្សានីតិកម្មក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែរដែលក្នុងនោះដែរបែងចែកជាជានាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុប ក្រមស្រាវជ្រាវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនគរបាលជាតិក្រមស្រាវជ្រាវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្រសួងស្ថាប័ននានានិងក្រមស្រាវជ្រាវផលិតបទដ្ឋានគតិយុត្តអន្តរជាតិទាំងនេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានបែងចែកដែលខ្ញុំអានបានតាំងពីចំណុចកដល់ចំណុចដហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ បន្តមកទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាចំណុចសំខាន់នៃប្រធានបទរបស់យើងដែលប្រធានបទរបស់យើងគឺតកតងសិក្សាសំខាន់តែម្ដងគឺតកតងទៅនឹងតួនាទីនិងភារកិច្ចអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងចាំតាមដានទស្សនៈដូចតទៅតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានតែ4ក្រសួងមហាផ្ទៃមានបេសកកម្មដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
nâng sự hòa tập hiệp sản cung không bởi chuyện ở trạng Campuchia. Mình trả lạc rằng, cơ sưu mà tây miên tù nâng tí, phía là cách đặc nôm sầm rộp sầm vô quòm tờ đó, đó là tập bà thân nạc lòng chết ở anh vọt một nghề tâm tới tam chấp bạp. Sẽ đây bị ca cực cổng tập bà thì tình khách, cổng sơ khăn chấp bạp sẽ đây bị ca cực cổng tập bà, không sẵn cách, nâng lý khách bắt đầu thang cơ thể dựt bẹp quan nền nền đô chìa. Bình chìa đặc nôm con ngầm lăng nạc cầu bà chết, cả nạc mình chìa ca ai cập hiệp tập bà, rì tình khách. Trong tiếng xã ca xâm rộp xâm vô chìa mùi xâm mặt cách bẹp quan ở Tây Tiết không ca thay ra xa ca phía xoắn được sọc chết. Bùng rừng xuân đạp thân hợp xa thiền nạ, nâng thiền nghĩa xa vạt tập hiếp xung cung không bởi chìa trạng Campuchia. Bình chìa đất nông cầm lăng mê xâm mặt cách không ca cấp cơ lông ca nghĩa tạo xa nhà nạc cám, nâng ca nghĩa xinh chết. Bình chìa đất nông cầm lăng mê xâm mặt cách không ca cấp cơ lông, đất nông ca nghĩa ẩn tăng vào vậy, nâng ca bình chia đất nôm đó ông gặp hiệp bẹp quan trọng nó có xuống mạp tế nâng rất ba thân ạ cao chít nông ca của đó xì và rất ba và có được cùng được hiếp đầm là hiếp và sợ tập hiếp nâng chất lợi top toàn bê và liên tân nâng đầm đầu ca đã bỏ phía chìa vô rõ chốt bình chi cả nạp bạn dỗ bái xa mà cũng nâng ông ca mần mên rất thà bị bá vôm tiền tam đan tuột bình nất ca ăn bỏ lại bàn tâm tớ tam cho bắp chìa thò đồng miến nâng lẽ khăn tình cả đã bọc luôn vị nất nâng chô rôm lực dỗ bó bẹp quan đi tệ vị thi nâng đầm là ca này ca bỏ chân nào. Phương ác tích ca là cách tựa tuôn đọc sai bị bằng đằng to quá, bằng đằng bò đầy hà là bọc bộ rốt để bẹp quan tới nông bằng tay nông cọp khăn cửa xuống mạp tí. Sở hạ ca chiếm mùi cửa xuống sẽ thả bàn bẹp quan nông ca dịp trong tí tăng phùm thán rồi bọc bởi chi bộ rốt. Ở sở đọc tựa tam lẹ cả đã phùm sát tầm niên phùm lập bởi này, pháp bởi thoa sát nà bọc bởi chi bộ rốt. Bằng chiếc đất nông cục nông ca nghe bôn từ nơi kia nó không bởi chi nông trạng Campuchia.
thuốc ca bản đồ bản đa thôn thiên mình tiếng môn tây tập bản sĩ vớ môn tây bộ cơ lực tập bản sạ cao ông chít môn tây nhà cô bà chít nâng môn tây phun thần nhiệt kiên để cao khăn cơ sùng hạ tây viết chậm snail rư tạ tay tay tăng một đồng nái đồng láo thân nặng thân nằm dạ sạ tề lạc đồ phía được cảnh lực sờ sờ chun nùng vón đã bị nấy bần thoi thân nặng bần thoi thân nằm dạ sạ đọ hốt một đồng nái bần đanh chênh bị cao khăn prom tiếng bản long chưa thấy cao khăn môn tây tập bản sĩ vớ môn tây nhà cô bà chít nâng môn tây phun thần nhiệt kiên tạm cho bà chít thôi miền thuốc cả phóp phía hệ đánh vật thổ, cam sọc sai ập rốm, càng nghe sọc khả bị bá, càng nghe sầm nóng, nâng viết vạc cám, rôm tiếng, cục rôn tốt sầm mặt vật thuật. Thứ càng nghe sau vật nạ cam phát tích nóng, lơ càng nghe cục rôn hệ đánh vật thổ, càng nghe cục rôn tốt sầm mặt vật thuật, rôm tiếng càng nghe cục rôn bình trị bộ cơ lực, nâng cục ông phép đất sân nâng đai sầm mặt cách cơ sùm hạp tích. Lơ cô ca bị thiên nạc cá, nâng ca ăn vật càng nghe sầm ngặt chiết sơ rộp tạm chụp ạp. Để xa ca bia sầm vật phép thoai phép mạc sát chú thân nạc nôm chọn các bộ chiết on giả chiết nâng cao biết tháp ban chiết cô đau nhiều bài cà tút sẽ được cách và bật thố vì nên chỉ cắm test chó cá pi cam thi sầm khăn sầm khăn là bỏ chiết on giả chiết nâng chốt bỏ tê để sẵn nâng không phải chuyển chạm cam một chiết đắc non ca nghe cục lông à vút cường tú các lớp công xây được bọc con cầm năng là cô bà chiết tháp ban xa thiền nè môn tây nâng chốt sì vớ ca nghe bóng cá bật lót đặc kỳ thấy ca nghe sầm cướp càng nghe xoay gặp một nụ bật luôn càng nghe sẵn đạp nó và bị bộ xa thiên nát nâng sẽ bắt đầu phép trả cho lâu cốt lâu tức lâu đáy ta bắt đầu thân cả tệ dụt cũng nói với thiên là ca đặc nóm là các cục công càng nghe nâng có bạp vùng đánh hướng chụp này ca bị bộ là nạp phép tức đấy ở khắp đây phép chiếc nên bị trình trạng Campuchia sau đó tâm cho bạp chiếc ổn thở chiếc nâng thay ở xá sân thì sốc sẵn đạp nó ta mà nói vùng đánh sắc xa xa chiếu ca dùng bố lưu thua vì sọt nạ cám hồi co sang cho bắp đi khất bắt đầu thán tam đan cả là bọt chụp bắp đi khất bật thán là sắp xoay chụp bắp đi khất bật thán liền liền không đai mặt cách bọc xuống hợp tây thua là ba ca buộc sở tập là tập hòa càng nghĩ là lớp tức đau bọn to lơ vì say rồi bọc xuống hợp tây nâng tổ tua ăn bọt phía được cách là sắp xem xem tiết đại định do tháp bị bà và cổ thôi ai cả xa theo bà mà đặc trưng ban được dụng một ít cứ đọ sơ long trên bị kê hạ tầm po đại minh là lợi cái lòng ít đặc trưng ban đại website này cứ chỉ website là bao cửa sổ mà thầy hạt này bản thân chỉ miền chấm lịch coach con toàn bậc ca nam mỗi sơ mi ta khăn tệ phải tốt chỉ bị xét toàn akira với tốt nâng ca bỏ sai vì ai tháp bị khác mình sơ chút bạc nâng an mình sơ chọn ở tận này được có an khó hạt này sơ mi ta khăn tệ phải tốt vì trong bát phong đại chỉ đầm nàng ở công ty muối hơi chấm buộc ca thua bật mà hai mới cứ sơ mình chọn tâm tập này sơ ở cùng.